thiện tình trạng mụn trên da. Ngoài chọn sản phẩm trị mụn phù hợp với loại da, bạn cũng cần chú ý đến các hoạt chất trị mụn trong kem để xem chúng có tương thích với nhau không, bởi mỗi loại hoạt chất sẽ dành cho từng loại mụn chuyên biệt. BNZOILPZOXIDE, Benkezoxyze, BP được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm trị mụn. Nó hoạt động bằng cách phá vỡ thành axit benzoic và oxy khi chạm vào da. Oxy giúp tiêu diệt vi khuẩn P. acne và axit benzoic đóng vai trò như một chất tẩy tế bào chết sâu, loạt bỏ da chết và bã nhờn bên trong lỗ chân lông. Nồng độ Benkezoxyze trong từng công thức là khác nhau, vì thế sẽ tốt hơn nếu bạn bắt đầu với những sản phẩm có nồng độ thấp thấp và từ từ tăng dần lên nếu tình trạng của bạn không khá hơn. Chúng có tác dụng khá mạnh nên bạn cần lưu ý đến nồng độ và cách sử dụng, vì nếu lạm dụng, chúng có thể khiến da bạn hơi khó chịu và bị khô. Benkezoxyze thường có trong các sản phẩm dạng gel và cream và là dược liệu chủ yếu cả trong những sản phẩm thuốc trị mụn tự do lẫn bán theo tòa bác sĩ. BHA, nếu bạn là một fan cuồng của các sản phẩm thương hiệu Paula Choi Kinkase, chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với hoạt chất axit salicylic hay còn gọi là BHA. Đây cũng là thành phần phổ biến không kém cạnh gì Benkezoxyze, được sử dụng nhiều trong các giải pháp điều trị mụn đầu đen và sợi bã nhờn hiệu quả, an toàn. Theo cơ chế hoạt động thì hoạt chất BHA sẽ tiêu diệt mụn bằng cách thấm sâu vào lỗ chân lông, sau đó đẩy các tế bào chết và chất cạn bã ra bên ngoài. Nhờ vậy, lỗ chân lông được làm sạch và thông thoáng, ngăn ngừa tình trạng mụn tái phát. Lưu ý là khi sử dụng kem trị mụn có chứa BHA, bạn đừng quên thoa kem chống nắng để bảo vệ cho da trước tác hại của tia UV tại ánh nắng mặt trời nhé. Axit alpha, hydroxy, AHA, nó có lợi như thế nào đối với mụn trứng cá? AHA là một nhóm chất tẩy tế bào chết hóa học. Penly cho biết chúng loại bỏ các tế bào da chết, ngăn chặn sự tích tụ bã nhờn, dầu và ngăn chặn sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Có nhiều loại AHA khác nhau như axit lactic, axit manze, axit lycor. Bằng cách loại bỏ tế bào da chết và loại bỏ dầu thừa, AHA có thể giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, do đó làm giảm mụn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng AHA có lợi ở mức độ vừa phải. Một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên tạp chí chính thức của Hiệp hội Da liễu Ý và các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã kiểm tra 248 người tham gia bị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình trong suốt 60 ngày và phát hiện ra rằng hiệu quả cao ở 64,2% bệnh nhân, giảm tỷ lệ mắc bệnh nhẹ để giảm mụn trứng cá ở mức trung bình ở những người tham gia và nó rất dễ chịu trên da. Cách sử dụng sản phẩm này, Sombani cho biết AHA được sử dụng tốt nhất ở nồng độ thấp trong sữa rửa mặt dùng một lần mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó như một chất tẩy da chết hóa học mỗi tuần một lần hoặc lâu hơn ở nồng độ cao hơn, như 10-15%. Nhưng Sombani khuyên bạn nên kiểm tra với bác sĩ da liễu trước vì nó có thể gây kích ứng da. Bạn nên sử dụng nồng độ nào? Trong sữa rửa mặt, Sombani nói rằng bạn nên tìm từ 3% đến 8%. Nên sử dụng cẩn thận với hàm lượng cao hơn trong vỏ và mặt nạ vì chúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng cách. Mất bao lâu để phát huy tác dụng? AHA hoạt động khá nhanh và bạn có thể thấy sự cải thiện trong một tuần hoặc ít hơn, Sormani nói. Retinol. Retinol theo toa bao gồm Avita, Zifferin, Azapalene, Zetin, acid retinoid, Tazorac, Tazorotene và Cutane. Thuốc kháng sinh uống phổ biến nhất bao gồm Linzami, Zosiline, Eromi và Tesaline. Linzami cũng có thể được sử dụng bên ngoài. Sulfur, lưu huỳnh. Một trong những nguyên liệu trị mụn tốt nhất nữa chính là lưu huỳnh. Mặt nạ, kem trị mụn cũng như nước rửa mặt làm từ lưu huỳnh nếu được sử dụng đúng cách có thể loại bỏ bã nhờn trên da mặt, đồng thời giải phóng những lỗ chân lông đang bị bịt kín. Việc tuân theo hướng dẫn sử dụng trên các sản phẩm trị mụn từ lưu huỳnh là rất quan trọng. Nếu sử dụng quá nhiều nguyên liệu này lên làn da, bạn có thể sẽ hủy hoại các tế bào da thay vì bổ sung dưỡng chất cho chúng. Tea tree oil, ứng cử viên sáng giá cuối cùng trong top 5 hoạt chất trị mụn được sử dụng nhiều nhất hoạt động theo cơ chế nào? Chính là hoạt chất tea tree oil hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là tinh dầu tràm trà. Tea tree oil là hoạt chất dành cho mụn đỏ và mụn mủ. Nói về cơ chế hoạt động của tea tree oil với hai loại mụn đỏ, mụn mủ thì ban đầu các hoạt chất tea tree oil đều thẩm thấu sâu vào bên trong da. Tuy nhiên, đối với mụn đỏ thì hoạt chất sẽ có khả năng kháng viêm và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn từ bên trong. Ngược lại, hoạt chất tea tree oil sẽ tiêu diệt khuẩn mụn hiệu quả và làm khô cổi mụn.